Như vậy là trong hiệp đấu đầu tiên thì các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ là những người vào bóng trước. Đứng trước bóng đang là bộ đôi Công Phượng và Hà Đức Chinh, những người đều đã có bàn thắng tại đợt vòng loại lần này và cũng sẽ là những nhân tố chủ chốt trên hàng tấn công của đội tuyển U23 Việt Nam. Đường chuyền đầu tiên của Xuân Trường, trước khi bóng lăn đã có một cơn mưa đổ xuống sân vận động Thống Nhất, nhưng cơn mưa đã ngớt trước giờ bóng lăn khoảng 10 phút và hứa hẹn sẽ không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng chuyên môn của trận thứ hùng ngày hôm nay. Quang Hải, trận đấu ngày hôm nay là trận đấu thứ hai tiền vệ của câu lạc bộ Hà Nội được đá chính ngay từ đầu. Trong trận đấu ra quân gặp Timor Leste thì Quang Hải chỉ vào sân từ ghế dự bị trong hiệp đấu thứ hai. Vũ Văn Thành vẫn xuất hiện bên hành lang cánh phải, trong khi đó hành lang cánh trái thuộc về Đoàn Văn Hậu. Nhìn vào đội hình xuất phát lúc này của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng, chúng ta cũng có thể hiểu được quyết tâm giành chiến thắng ngày hôm nay của đội tuyển U23 Việt Nam. Đội chủ nhà đang tạm dẫn đầu bảng Y với 2 trận toàn thắng. Trong khi đó, đội tuyển U23 Hàn Quốc lại đang rơi vào một tình cảnh khá khó khăn khi đã bị Timor Leste cầm hòa ở trận đấu thứ hai của mình và chỉ mới có được 4 điểm và đang tạm xếp vị trí thứ hai. Đây là vị trí sẽ khiến cho U23 Hàn Quốc không thể giành được tấm vé trực tiếp đến với vòng chung kết U23 châu Á tại Trung Quốc vào năm 2018. Và họ cũng sẽ phải chờ đợi tất cả các bảng đấu của đợt vòng loại này kết thúc để xác định được họ có nằm trong số 5 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất hay không. Sau trận hòa với Timor Leste thì thầy trò huấn luyện viên Chung Yeon Yeon đã bị giới truyền thông của Hàn Quốc gây áp lực khá nhiều. Điều đó cũng sẽ trở thành một con dao hai lưỡi dành cho đội tuyển U23 Hàn Quốc. Một mặt sẽ giúp họ chơi quyết tâm hơn với đội tuyển U23 Việt Nam ngày hôm nay, và ngoài ra cũng là một gánh nặng về tâm lý không nhỏ dành cho các cầu thủ còn khá trẻ của đất nước Kim Chi. Như chúng tôi cũng đã nói, thành phần vào lúc này của đội tuyển U23 Hàn Quốc có khá nhiều những cái tên được đôn lên từ đội tuyển U20 đã vừa tham dự vòng chung kết U20 World Cup tại chính đất nước Hàn Quốc. Như vậy hiện tại thì cầu thủ áo số 11 Đỗ Duy Mạnh đang là người đá cặp trung vệ với đội trưởng Bùi Tiến Dũng. Một lựa chọn có lẽ với khá nhiều khán giả cũng sẽ bất ngờ, nhưng với những người làm chuyên môn thì đó cũng là một lựa chọn mang tính quyết định của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng ngày hôm nay. Duy Mạnh dù vị trí sở trường là tiền vệ trung tâm, nhưng với thể hình lý tưởng thì Duy Mạnh cũng thường chơi tốt ở vai trò trung vệ và cũng rất thường xuyên thi đấu ở vị trí này. Đó là cú tung chân của Công Phượng. Công Phượng đến thời điểm này đã có 3 pha lập công tại vòng loại U23 châu Á ở bảng Y. 2 bàn thắng anh ghi được vào lưới của Timor Leste và 1 bàn cũng từ một tình huống đá phạt 11m vào lưới của Macau, Trung Quốc.
Ở trận đấu vừa qua gặp Macau Trung Quốc thì huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng đã lựa chọn thử nghiệm rất nhiều những cầu thủ dự bị. Điều đó cũng sẽ tạo cho vị huấn luyện viên người xứ Nghệ nhiều phương án lựa chọn, không chỉ tại trận đấu cuối cùng ngày hôm nay với U23 Hàn Quốc mà còn tại SEA Games 29 diễn ra tại Malaysia vào tháng 8 tới đây. Những ngọn lửa màu đỏ trên các khán đài sẽ là món ăn tinh thần và cũng là nguồn sức mạnh tinh thần rất lớn dành cho các cầu thủ của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng. Hiện tại thì đợt vòng loại bảng Y U23 châu Á năm 2018 cũng chỉ mới là khoảng thời gian khởi đầu mà huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam. Thời gian tập trung cũng khá ngắn và đặc biệt là khoảng thời gian chuẩn bị tại thành phố Hồ Chí Minh cũng bị ảnh hưởng khá nhiều bởi điều kiện thời tiết. Và hai trận đấu đã qua gặp Timor Leste cũng như là Macau Trung Quốc cũng chưa thực sự là những thử thách lớn dành cho U23 Việt Nam, mà trận đấu ngày hôm nay gặp U23 Hàn Quốc mới là một liều thuốc thử thật sự. Tuấn Anh trước một đối thủ có thể hình cao lớn như U23 Hàn Quốc. Và hai trận đấu đã qua thì chúng ta cũng thấy được là U23 Hàn Quốc sở hữu những miếng đánh biên rất nguy hiểm. Họ có những mẫu cầu thủ di chuyển rất rộng và giàu tốc độ ở hai hành lang cánh. Chính vì thế đây cũng sẽ là một thử thách không nhỏ. Và huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng sẽ cần phải tìm ra những biện pháp để ngăn chặn những pha lên biên của đối phương. Đang có mưa nhỏ rơi trên sân Thống Nhất. Điều kiện thời tiết hiện tại thì chúng ta có thể hiểu vui rằng đội tuyển U23 Việt Nam sẽ quen hơn so với đối thủ U23 Hàn Quốc. Đặc biệt như chúng ta cũng đã thấy, một trận thủy chiến đã diễn ra giữa U23 Việt Nam và U23 Timor Leste ở ngày ra quân. Trong khi đó thì cả hai trận đấu của đội tuyển U23 Hàn Quốc cho đến thời điểm này gặp Timor Leste và Macau đều diễn ra trong điều kiện thời tiết rất lý tưởng và mặt sân cũng trong điều kiện rất tốt. Thủ thành màu số 1 của U23 Hàn Quốc Son Bum-kyung cũng nằm trong thành phần đội tuyển U20 Hàn Quốc tại World Cup U20 vừa qua. Đây là Hà Đức Chinh, Văn Toàn, Công Phượng, vẫn là Công Phượng, Quang Hải. Đường chuyền của Văn Hậu hơi dài. Văn Thanh, cú sút rất hay, cú đá đi trúng khung thành đầu tiên của các cầu thủ U23 Việt Nam. Thể hình cao lớn không hẳn đã là một lợi thế dành cho U23 Hàn Quốc, mà họ sẽ cần phải xoay trở rất nhiều, đặc biệt là thúc các cầu thủ chơi theo xu hướng kỹ thuật của đội tuyển U23 Việt Nam ngày hôm nay.
Công Phượng. Có lẽ đó là một tình huống dứt điểm ngay của số 10. Ở giải đấu lần này, theo tiết lộ của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng, thì ông đã chủ động lấy đi chiếc băng đội trưởng từ tay của Công Phượng để giúp cho cầu thủ này giải tỏa đi áp lực từ chiếc băng đó, mà ông đã lựa chọn cũng như là cùng với sự đồng ý của toàn bộ ban huấn luyện đội tuyển U23 Việt Nam để trao chiếc băng đội trưởng lại cho trung vệ của câu lạc bộ Viettel là Bùi Tiến Dũng. Và chúng tôi nghĩ đó là một quyết định rất hợp lý, sẽ giúp cho Công Phượng có được một tâm lý thi đấu thoải mái hơn. Đó cũng chính là những gì mà huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng đã tiết lộ trong buổi họp báo sau trận đấu gặp Timor Leste, trận đấu mà Công Phượng đã chơi rất hay, đặc biệt là trong hiệp đấu thứ hai. Một pha bóng cố định chết bên cánh trái dành cho U23 Hàn Quốc. Đó không phải là một đường treo bóng bổng mà là một tình huống treo bóng tầm thấp. Chắc chắn rằng trong những buổi tập trước thềm trận đấu ngày hôm nay thì huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng đã dặn dò các học trò của mình rất kỹ về những bài phòng ngự chống bóng bổng. Họ đang sở hữu cặp trung vệ với thể hình rất cao lớn. Đoàn Văn Hậu, hậu vệ cánh trái mã số 20. Một mẫu cầu thủ rất đa năng. Với tình hình ở bảng Y vào lúc này thì đội tuyển U23 Việt Nam chỉ cần ít nhất là một trận hòa là sẽ chắc chắn giành ngôi nhất bảng và sẽ đi tiếp. Với việc đội tuyển U23 Sri Lanka tuyên bố không tham dự vòng loại lần này ở bảng A, và bảng A chỉ còn lại 3 đội bóng, cho nên tất cả các bảng đấu còn lại của đợt vòng loại, Liên đoàn bóng đá châu Á đã quyết định chỉ xét thành tích đối đầu của đội hạng nhì so tài với đội hạng nhất và đội hạng ba. Chính vì thế ở bảng Y, cụ thể là bảng Y của đội tuyển U23 Việt Nam, thì chiến thắng đậm 8-1 của đội tuyển U23 Việt Nam sẽ không được tính nếu như trong trường hợp đội tuyển U23 Việt Nam xếp thứ 2 ở bảng Y này, để xét thành tích đối đầu, xét chỉ số phụ so với các đội bóng hạng nhì ở các bảng đấu còn lại, mà chỉ tính thành tích đối đầu giữa đội tuyển U23 Việt Nam cũng như với U23 Hàn Quốc và U23 Timor Leste. Trước trận đấu này thì U23 Timor Leste đã giành chiến thắng 7-1 trước U23 Macau Trung Quốc và cũng đã chắc suất vị trí thứ 3 ở bảng Y. Và phối hợp không tốt của các cầu thủ áo đỏ. Rõ ràng với điều kiện trời mưa và mặt sân trơn thì những đường truyền mạnh sẽ khiến cho quả bóng đi lướt nhanh hơn so với điều kiện bình thường. Đây đã là phút thứ 15 trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc. Một thế trận cân bằng đang diễn ra trên sân vận động Thống Nhất.
tại thì huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng đang cho các học trò của mình chơi áp sát với đối phương. Và đó cũng chính là biện pháp để ngăn cản lối đá của đối thủ đến từ Sở Kim Chi. Tình huống cắt bóng của Đỗ Duy Mạnh. Rất tốt. Và cắt bóng của Duy Mạnh. Hiện tại trong đội hình chính của đội tuyển U23 Việt Nam đang có 3 cái tên khoác áo câu lạc bộ Hà Nội. Đó là cầu thủ áo số 11 Đỗ Duy Mạnh, số 19 Nguyễn Quang Hải và số 20 Đoàn Văn Hậu. Khá nguy hiểm. Rất tốt, đó là pha can thiệp của trung vệ đội trưởng Bùi Tiến Dũng. Trong những cái tên thuộc thành phần đội tuyển U23 Việt Nam ở đợt tập trung lần này thì trung vệ đội trưởng Bùi Tiến Dũng là một trong những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm nhất. Anh cũng đã có khá nhiều những trận đấu trong áo của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Công Phượng rất tốt. Tuấn Anh một pha phản công nhanh, gỡ lại Tuấn Anh. Hà Đức Chinh cú sút, cú sút hơi nhẹ bằng chân trái của Hà Đức Chinh. Hà Đức Chinh vào lúc này đang làm chúng ta nhớ lại một cái tên trước đây trong áo đội tuyển quốc gia Việt Nam, đó là cựu tiền đạo Nguyễn Việt Thắng. Cả thể hình và lối đá của Hà Đức Chinh có rất nhiều sự tương đồng so với Nguyễn Việt Thắng, một trong những nhân tố làm nên thành công của đội tuyển Việt Nam tại AFF năm 2008. Nếu như tại giải đấu AFF Cup năm 2008, Công Vinh là người đã tỏa sáng trong trận chung kết lượt về, thì chúng ta chắc chắn sẽ phải cần nhắc đến pha lập công cũng như là đóng góp rất lớn của Nguyễn Việt Thắng trong trận đấu lượt đi diễn ra trên đất Thái Lan. Và hiện tại thì huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng đang xây dựng hàng tiền đạo với hai nhân tố đang thi đấu rất tốt bên cạnh nhau, đó là Hà Đức Chinh và Nguyễn Công Phượng. Một sai lầm rất đáng tiếc, một sai lầm của thủ thành Bùi Tiến Dũng. Một tình huống không chiến không tốt của thủ thành áo số 1. Tình huống phải nói rằng quá đáng tiếc dành cho đội chủ nhà. Pha lao ra không dứt khoát của Bùi Tiến Dũng. Và người đã có cơ hội ghi bàn là số 19 Lee Sang Hyun. Bàn thắng của Lee Sang Hyun được ghi ở phút thứ 20. Thủ thành của đội tuyển U20 Việt Nam đã có một sai lầm hiếm hoi trong những màn trình diễn gần đây của anh.
Tại giải đấu lần này thì khá nhiều người đã bị bất ngờ vì Bùi Tiến Dũng chứ không phải là Phí Minh Long được đá chính, được bắt chính trong thành phần đội tuyển U23 Việt Nam. Thế nhưng chúng ta cũng hiểu được là phong độ tốt gần đây của Bùi Tiến Dũng và đặc biệt là tại vòng chung kết U20 World Cup đã giúp cho Thủ Thành đang chơi cho câu lạc bộ Thanh Hóa chiếm được lòng tin từ huấn luyện viên Nguyễn Ngô Thắng. Hy vọng rằng sai lầm vừa qua của Bùi Tiến Dũng không khiến cho Thủ Thành áo số 1 bị mất đi sự tự tin của mình. Khoảng thời gian 20 phút đầu vừa qua của hiệp 1 thì đội bóng U23 Hàn Quốc không thực sự áp đặt lối chơi của mình. Trước sự áp sát rất nhanh của cầu thủ áo trắng thì đội bóng Hàn Quốc chơi có phần gặp khó khăn khá nhiều. Nhưng chỉ một tình huống bóng chết họ đã có được bàn thắng. Vừa rồi là cú sút xa của đội trưởng Du Hyun Suk. Thời gian vẫn còn rất nhiều, 70 phút chính thức cho đội tuyển U23 Việt Nam. Văn Toàn, hai bàn thắng vừa qua vào lưới của U23 Macau Trung Quốc cũng là lần đầu tiên Văn Toàn ghi bàn ở cấp độ đội tuyển sau 8 tháng. Đã xuất hiện nhiều đường truyền dài hơn bên phía đội tuyển U23 Hàn Quốc. Có vẻ như đội bóng đến từ xứ sở kim chi sẽ áp dụng những đường bóng bổng, những đường chuyền dài nhiều hơn sau sai lầm vừa qua của thủ thành Bùi Tiến Dũng. Park Jae-woo, cầu thủ áo số 23 Park Jae-woo vào lúc này đang là lựa chọn số 1 nơi vị trí hậu vệ cánh phải của đội tuyển U23 Hàn Quốc. Những pha lên biên của Park Jae-woo cũng sẽ là một thứ vũ khí lợi hại của các cầu thủ áo đỏ trong trận đấu ngày hôm nay. Đây sẽ là một tình huống phạt góc. Lần này thì Bùi Tiến Dũng đã bắt gọn bóng. Trọng tài cũng đã xác định đó là tình huống phạm lỗi của trung vệ số 5 Jong Tae-wook. Rõ ràng những pha khung chiến sẽ không thể là biện pháp để giúp cho đội tuyển U23 Việt Nam có được những bàn thắng ngày hôm nay. Mà điều mà các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Văn cần chính là những pha lên bóng tốc độ, thường đưa bóng vào của Văn Thành. Khá đáng tiếc là vừa rồi lại không có một điểm cắt nào trong vòng cấm của đội tuyển U23 Hàn Quốc. Sẽ cần phải phát huy thêm
những pha bóng như vừa qua. Đoàn Văn Hậu, Văn Toàn, các cầu thủ U23 Hàn Quốc cũng đang chờ áp sát rất nhanh và cũng rất khó chịu. Đến lúc này thì những đường truyền từ khu vực giữa sân của Xuân Trường vẫn chưa có cơ hội để tạo nên những pha bóng nguy hiểm ở phía trên. Văn Hậu, Xuân Trường, Quang Hải, rất hay, đó là đường chuyền của Đoàn Văn Hậu, vô cùng pha dứt điểm của Văn Toàn. Khá đáng tiếc là vừa rồi Văn Toàn lại bị trượt chân. Rất không may với tình huống ra chân vừa rồi của Văn Toàn. Kim Jin Ja, khoảng trống dành cho Kim Jin Ja. Một lời đáp trả của đội tuyển U23 Hàn Quốc. Những tình huống lướt đi rất nhanh của số 17 bên phía các cầu thủ U23 Hàn Quốc. Đường chuyền dành cho Hà Đức Chinh. Hà Đức Chinh có phần hơi chậm ở cú ra chân. Và cắt bóng của Bùi Tiến Dũng. Mặt sân vào lúc này đang tỏ ra khá trơn. Khi mà cầu thủ áo số 11 Đỗ Duy Mạnh buộc phải kéo về đá cặp trung vệ với Bùi Tiến Dũng thì đồng nghĩa với việc hàng tiền vệ của đội tuyển U23 Việt Nam cũng sẽ mất đi một tấm lá chắn, mà hiện tại bộ đôi Lương Xuân Trường và Nguyễn Quốc Anh đang đảm nhận. Nhiệm vụ đưa bóng lên phía trên, kết nối giữa hàng tiền vệ và hàng tiền đạo đang được đảm nhận bởi Công Phượng. Tuấn Anh, đây là Văn Toàn, đường chuyền của Duy Mạnh rất hay, Văn Anh, bóng vẫn còn, nỗ lực rất tuyệt vời của Văn Thành.
Vừa rồi thì pha phản công nhanh của đội tuyển U23 Việt Nam lại xuất phát từ một trung vệ, và đó là Đỗ Duy Mạnh. Chúng ta cũng có thể hiểu được ý đồ của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng khi xếp Duy Mạnh đá trung vệ ngày hôm nay. Không chỉ tận dụng sự cơ động của cầu thủ này, mà ông cũng muốn tận dụng khả năng chuyền bóng rất tốt của Duy Mạnh. Trong những trận đấu vừa qua thì bộ đôi Bùi Tiến Dũng cũng như là Hoàng Văn Khánh chỉ hoàn thành nhiệm vụ phòng ngự của mình, mà không có một cầu thủ nào có thể đóng góp vào những pha bóng triển khai lên phần sân của đối phương, và cũng có những đường chuyền gây đột biến. Và bóng an toàn của Văn Hậu. Văn Hậu cũng là mẫu cầu thủ chơi rất đa năng, không chỉ có thể chơi tốt ở các vị trí nơi hàng thủ, mà Văn Hậu còn có thể chơi tốt ở khu vực giữa sân. Ở câu lạc bộ Hà Nội thì Văn Hậu cũng thường xuyên được xếp đá ở vai trò tiền vệ trung tâm. Đoàn Văn Hậu. Bộ đôi Tuấn Anh và Xuân Trường vào lúc này cũng đang lùi về khá thấp để triển khai bóng. Xuân Trường. Đoàn Văn Hậu. Hơn 30 phút của hiệp 1 đã trôi qua và tỷ số đang tạm thời là 1-0 nghiêng về cho đội tuyển U23 Hàn Quốc. Công Vượng. Quả là Công Vượng. Cú sút. Đó là những gì tốt nhất của Công Vượng mà chúng ta đang được thấy. Đúng là các hậu vệ của đội tuyển U23 Hàn Quốc có tên tốt, nhưng khả năng xoay trở là khá chậm. Và vừa rồi Công Phượng đã tận dụng được yếu điểm này để có được bàn thắng cân bằng tỷ số rất đẹp. Bàn thắng thứ tư của Công Phượng qua 3 trận đấu ở đội vòng loại U23 này. Đó là những gì mà người hâm mộ Việt Nam đang muốn thấy. Khi mà áp lực tâm lý được gỡ bỏ đi rất nhiều thì Công Vượng đã có cho mình những siêu phẩm. Cú đá quá bất ngờ của số 10 bên phía U23 Việt Nam. Chắc chắn rằng với bàn thắng của Công Phượng thì các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ chơi tự tin hơn. Không phải là một đường chuyền tốt của Hà Đức Chinh. Rõ ràng những liều thuốc tinh thần của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng đã giúp ích rất nhiều cho số 10 của Hoàng Anh Gia Lai và của đội tuyển U23 Việt Nam.
4 bàn thắng qua 3 trận đấu cũng là một câu trả lời rất tốt của Công Phượng để dành cho những câu hỏi, những dấu hỏi lớn được đặt ra cho phong độ của cầu thủ này. Công Phượng vẫn luôn là tâm điểm của người hâm mộ cũng như là của giới truyền thông, những nhà làm chuyên môn. Cầu thủ đang phải nằm sân là Hà Đức Chinh. Liên tiếp là hai pha vào bóng quyết liệt của các cầu thủ áo đỏ. Và có vẻ như với động thái của trọng tài người Syria thì sẽ không có chiếc thẻ vàng nào được rút ra. Để có thể tạo nhiều khoảng trống cho Công Phượng cũng như là Quang Hải ở phía sau thì Hà Đức Chinh, vai trò của tiền đạo má số 18 sẽ trở nên rất rộng. Cách phòng ngự rất đỉnh đạt của trung vệ đội trưởng Bùi Tiến Dũng. Và Hà Đức Chinh đã trở lại sân. Trong thời gian qua khi mà Hà Đức Chinh chia tay lò đào tạo VVF để đến với câu lạc bộ SHB Đà Nẵng thì đó cũng được xem là một quyết định đúng đắn của tiền đạo này. Thêm một cú sút từ xa của các cầu thủ Hàn Quốc và đó vẫn là đội trưởng Du Hyun Suk. Cầu thủ máu số 16 của Hàn Quốc rất tích cực, có những đường đi bóng vào ngay trước bộ đôi trung vệ của đội tuyển của Hàn Việt Nam và tung ra những cú đá từ xa. Không được. Thêm một pha phòng ngự tốt của trung vệ đội trưởng Bùi Tiến Dũng. Điều chuyền dành cho Hà Đức Chinh. Không được. Đến với màu áo câu lạc bộ SHB Đà Nẵng thì Hà Đức Chinh sẽ được một trong những tiền đạo hay nhất của bóng đá Việt Nam từ trước đến nay, đó là Lê Huỳnh Đức chỉ bảo rất nhiều. Đó sẽ là điều kiện rất tốt để Hà Đức Chinh phát triển hơn nữa trong sự nghiệp chuyên nghiệp của mình. Và hiện tại thì anh đang cùng với đội tuyển U23 Việt Nam. Đã có lỗi việt vị. Lỗi việt vị của số 10 Chu Văn Quốc. Và thêm một pha bóng. Có thể thấy được sự phối hợp tốt của hàng thủ bên phía U23 Việt Nam. Quang Hải đã đảo cánh sang hành lang cánh phải. Những phút vừa qua thì Nguyễn Quang Hải có phần bị bắt rất sát ở bên hành lang cánh trái. Rất tốt. Đó là tình huống lùi về phòng ngự của Văn Toàn.
Văn Toàn đang là một trong năm cái tên của lò đào tạo danh tiếng Hoàng Gia Lai Arsenal GMG đang có mặt trong đội hình chính của đội tuyển U23 Việt Nam. Ngoài Văn Toàn thì có thể kể đến như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường và Vũ Văn Thanh. Rất nguy hiểm, rất đáng tiếc là đã có bàn thắng thứ hai. Và càng đáng tiếc hơn khi mà hiện tại thì đội tuyển U23 Việt Nam trước khi nhận bàn thua chỉ có 10 người, khi mà trung vệ đội trưởng Bùi Tiến Dũng đang phải nhận sự chăm sóc của các bác sĩ ngoài sân. Và ngay lập tức các cầu thủ U23 Hàn Quốc đã tận dụng thời cơ này để có được bàn thắng thứ hai. Người lập công là số 8 Hoàng In Byung. Một sự thiếu vắng rất đáng tiếc. Trung vệ đội trưởng mang áo số 4 Bùi Tiến Dũng đã phải nhờ đến sự chăm sóc của các bác sĩ ngoài sân. Và ngay lập tức thì đội tuyển U23 Việt Nam đã phải nhận bàn thua. Bàn thua ở phút thứ 41. Lại thêm một lần nữa thì đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng bị dẫn bàn. Đường truyền của Xuân Trường. Văn Toàn đã phán đoán điểm rơi không tốt. Chiến thắng ngày hôm nay sẽ giúp cho đội tuyển U23 Hàn Quốc giành được ngôi nhất bảng Y ở đợt vòng loại U23 châu Á và sẽ giành vé trực tiếp đến Trung Quốc vào năm sau. Nhưng chúng ta hãy cùng hy vọng đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có được bàn thắng gỡ hòa. Rõ ràng nếu xét về mặt thế trận thì đội tuyển U23 Việt Nam hoàn toàn không thua kém U23 Hàn Quốc. Thật không may khi cả hai bàn thua đến thời điểm này của đội tuyển U23 Việt Nam đều đến từ các cá nhân. Nếu như bàn thua đầu tiên là sai lầm cá nhân của thủ thành Bùi Tiến Dũng thì cái tên Bùi Tiến Dũng thứ hai lại không thể góp mặt khi mà đội tuyển U23 Hàn Quốc có bàn thắng thứ hai ở phút thứ 41. Khá nguy hiểm, sẽ có thêm một quả phạt góc dành cho các cầu thủ áo đỏ. Người vừa dứt điểm là số 19 Lee Sang Hyun, người đã mở tỷ số trong trận đấu ngày hôm nay.
Hiệp 1 của trận đấu sẽ có 1 phút bù giờ. Và những tình huống cố định như thế này sẽ cần các cầu thủ U23 Việt Nam thật sự tập trung. Đó là pha phá bóng đầy quyết tâm của Đoàn Văn Hậu. Và đúng lúc này thì trọng tài người Syria Masud Tufa Yele đã cho hiệp đấu đầu tiên khép lại. Như vậy kết thúc 45 phút đầu tiên thì cả hai đội sẽ tạm nghỉ với kết quả 2-1, tạm nghiêng về cho đội tuyển U23 Hàn Quốc. Hai bàn thắng của các cầu thủ U23 Hàn Quốc được ghi do công của số 19 Lee Sang-hyun ở phút thứ 19 và Hoàng In-bum ở phút thứ 41. Và người đã ghi bàn cho đội tuyển U23 Việt Nam là Nguyễn Công Phượng ở phút thứ 33. Hy vọng rằng trong hiệp đấu thứ hai thì chúng ta sẽ được chứng kiến thêm nhiều bàn thắng dành cho đội tuyển U23 Việt Nam. Trong hai bàn thua ở hiệp đấu đầu tiên thì bàn thua thứ hai đã chỉ rõ nhất điểm yếu hiện tại của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng, đó là họ đang thiếu đi một tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa. Và khi mà đặc biệt cụ thể trong trận đấu này, khi mà cầu thủ có khả năng chơi tốt nhất ở vị trí này hiện tại trong thành phần đội tuyển U23 Việt Nam là tiền vệ áo số 11 Đỗ Duy Mạnh, buộc phải kéo xuống đá trung vệ thì vai trò tiền vệ phòng ngự lại càng thiếu đi. Đây là pha bóng đầu tiên của các cầu thủ U23 Việt Nam trong hiệp đấu thứ hai, đó là pha đi bóng của Văn Toàn. Ở hiệp đấu đầu tiên thì hầu như số 9 của đội tuyển U23 Việt Nam Văn Toàn chơi phòng ngự khá nhiều và có khá ít những pha lên bóng tấn công bên hành lang cánh phải. Và đó cũng là một trường hợp tương tự đối với Quang Hải, cầu thủ áo số 19. Quang Hải sẽ thực hiện quả phạt góc. Và đã phạt có ý đồ của các cầu thủ U23 Việt Nam. Người đã dâng lên dứt điểm vừa rồi là Tuấn Anh. Ở tình huống bàn thua thứ hai của đội tuyển U23 Việt Nam thì Tuấn Anh cũng đã không theo sát cầu thủ số 8 của đội bạn. Đường chuyền của Văn Thanh hơi mạnh. Suýt nữa thì Công Phượng đã có thể lấy được bóng. Rất hay, đó là pha xử lý của đội trưởng U23 Hàn Quốc. Hà Đức Chinh. Cầu thủ đã bị phạm lỗi là Vũ Văn Thanh. Trong các pha bị phản công thì các cầu thủ U23 Hàn Quốc cũng đã lùi về rất nhanh. Cú sút vẫn là Công Phượng, vẫn là Công Phượng. Xuống trường Hà Đức Chinh, khả năng càng lướt của Hà Đức Chinh. Trước một cặp trung vệ có thể hình cao lớn như số 4 Lee Sang-min và số 5 Jung Tae-wook của đội tuyển U23 Hàn Quốc thì nhiệm vụ của Hà Đức Chinh sẽ nặng nề hơn. Anh sẽ phải di chuyển rộng hơn để thu hút các hậu vệ của đội tuyển U23 Hàn Quốc để có thể tạo khoảng trống cho những cái tên đá thấp hơn
như là Công Phượng, Quang Hải hay Văn Toàn. Rõ ràng nếu so với những cái tên đá tiền đạo trong danh sách dự bị của các cầu thủ U23 Việt Nam như là Thanh Bình hay Hồ Tuấn Tài thì Hà Đức Chinh được xem là mẫu tiền đạo đá hợp hơn với Công Phượng. Với lối chơi kỹ thuật của Công Phượng cầm bóng nhiều thì anh sẽ cần một mẫu tiền đạo cắm biết di chuyển rộng để thu hút các hậu vệ và tạo nhiều khoảng trống ở phía sau. Và đó là những gì mà Hà Đức Chinh đang làm được trong sơ đồ chiến thuật cũng như là trong những tính toán của đội viên Nguyễn Hữu Thắng. Văn Thành, pha phối hợp của mùa 3 Hoàng Gia Lai, Văn Thành, Công Phượng. Công Phượng lại quyết định đi bóng. Chắc chắn rằng sau bàn thắng của Công Phượng hiệp 1 thì các hậu vệ của U23 Hàn Quốc sẽ nâng cao tính cảnh giác của mình với số 10 của đội tuyển U23 Việt Nam. Du Hyun Suk, đội tuyển U23 Hàn Quốc vẫn đang có những pha lên biên khá thanh thoát. Nhưng trong những pha lên biên của các cầu thủ U23 Hàn Quốc thì họ thường không vội vàng tạt bóng vào vòng cấm, mà theo đó là họ đưa ra phương án truyền thấp vào khu trung tuyến. Và phương án thứ hai đó là ngoặt bóng và đi thẳng vào trong. Có vẻ như ở ngoài sân thì huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng đang đưa ra phương án tăng cường một trung vệ, và người chuẩn bị được tung vào sân là số 3 Hoàng Văn Khánh. Có thể Văn Khánh sẽ không vào thay cho Duy Mạnh, người đang đá trung vệ cặp với Bùi Tiến Dũng, mà huấn luyện viên Hữu Thắng sẽ đẩy Duy Mạnh lên sắm vai tiền vệ phòng ngự, và một cái tên khác sẽ phải nhường chỗ cho Hoàng Văn Khánh. Đó có thể sẽ là một cái tên ở hàng tiền vệ. Tuấn Anh, chấn thương vừa qua chắc chắn đã ảnh hưởng nhiều đến thể lực cũng như là phong độ của Tuấn Anh. Khi mà đội tuyển U23 Hàn Quốc chơi áp sát rất nhiều trên phần sân của đội tuyển U23 Việt Nam thì lựa chọn của các học trò huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng chính là những đường chuyền dài lên phía trên. Văn Thanh, một đường chuyền hơi nhẹ của Văn Thanh. Đường rót bóng vào khá nguy hiểm. Người vừa băng vào là số 17 Kim Jin Ya. Đó là Quang Hải. Đây sẽ là sự thay đổi người đầu tiên và người rời sân.
như chúng ta dự đoán, đó là một cái tên ở hàng tiền vệ, đó là Tuấn Anh. Tuấn Anh trước khi rời sân có phần bị hụt hơi trong những pha đeo bám các cầu thủ tiền vệ của Hoàng Bạc Hàn Quốc, và việc huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng thay Tuấn Anh để nhường chỗ cho trung vệ Hoàng Văn Khánh cũng là một điều hợp lý. Và khi đó thì Đỗ Duy Mạnh sẽ được đẩy lên đá cặp với Xuân Trường. Vừa vào sân thì Hoàng Văn Khánh đã chuyền sai. Pha tấn công trung lộ rất tốt, bóng được đưa sang cánh trái. Kim Chin Gia khá nguy hiểm. Một tình huống bọc lót tốt của trung vệ đội trưởng Bùi Tiến Dũng. Những lỗ hổng nơi khu trung tuyến của đội tuyển U23 Việt Nam đang bị khai thác khá nhiều. Và khi mà Tuấn Anh vừa rời sân thì Duy Mạnh được đôn lên vẫn chưa bắt nhịp được với thế trận. Và bật cao đánh đầu của trung vệ số 5 Jung Tae Wook. Hiện tại khi mà Duy Mạnh được đôn lên đá cặp với Xuân Trường thì Xuân Trường đang là người đá thấp nhất, vị trí đá thấp và gần với hàng hậu vệ sẽ giúp cho Xuân Trường có nhiều khoảng trống để cầm bóng và triển khai bóng lên phía trên hơn. Duy Mạnh dù đá cao hơn so với Xuân Trường nhưng cũng có thể đóng vai trò phòng ngự từ xa. Đây là Văn Thanh. Duy Mạnh. Đoàn Văn Hậu. Những pha treo bóng bổng như vừa rồi chưa phải là giải pháp tối ưu trong cách tấn công của các cầu thủ U23 Việt Nam. Xuân Trường, Công Phượng, Park Jae-woo. Công Phượng rất nhiều khoảng trống. Văn Toàn, Văn Thành đang băng lên, không được. Văn Thành cho đến thời điểm này vẫn chưa có nhiều cơ hội để dâng cao. Bóng về chân của các cầu thủ U23 Hàn Quốc. Lỗi thuộc về Lương Xuân Trường. Lần này thì đã lượt Văn Toàn là người phạm lỗi.
vẫn là những miếng đánh trung lộ đến từ các cầu thủ U23 Hàn Quốc, và cũng phần nào đang gây nhiều khó khăn cho đội tuyển U23 Việt Nam. Đứng trước bóng và lúc này đang là số 19 Lee Sang-hyun và số 7 là Lee Jin-hyun. Rất có thể đây sẽ là cú đá thẳng của các cầu thủ U23 Hàn Quốc. Và cản phá tốt của thủ thành Bùi Tiến Dũng. Cú đá thẳng của số 19 Lee Sang-hyun. Sau bàn thua vì lỗi cá nhân ở đầu hiệp 1 thì thủ thành Bùi Tiến Dũng cũng chưa thực sự có những pha bóng phải cản phá. Sự thay đổi người đầu tiên của các cầu thủ U23 Hàn Quốc. Người rời sân là đội trưởng số 16 Du Hyung-suk và vào sân là số 14 Kim Dae-won. Đó là cú đá của hậu vệ cánh phải Park Jae-woo. Sau khi cầu thủ số 16 Du Hyung-suk rời sân thì chiếc băng đội trưởng của đội tuyển U23 Hàn Quốc đã được trao cho số 8 Hwang In-bum. Cầu thủ áo số 8 cũng là người đã nâng tỷ số lên 2-1 cho các cầu thủ U23 Hàn Quốc ở phút thứ 41 của trận đấu. Công Phượng. Đây là Văn Thanh. Xuân Trường. Rất tốt, Văn Thanh. Một pha lùi về rất nhanh của hậu vệ số 2 Jun Young-gyu. Một tình huống hiếm hoi mà Văn Thanh được lên rất sát với đường biên ngang. Quả đá phạt của Quang Hải. Công Phượng. Rất tốt, Quang Hải. Kim Jin Ja. Rất hay. Và can thiệp của trung vệ đội trưởng Bùi Tiến Dũng. Tài đã thổi phạt Công Phượng. Số 17 Kim Jin Ja đã định dùng tốc độ để vượt qua hàng thủ của U23 Việt Nam. Nhưng Bùi Tiến Dũng đã đọc tình huống rất tốt. Xuân Trường. Hơn 15 phút của hiệp 2 đã trôi qua và tỷ số vẫn đang là 2-1 nghiêng về cho đội tuyển U23 Hàn Quốc. Nhưng vào lúc này thì các cầu thủ U23 Việt Nam đang có phần chơi chủ động hơn và đang đẩy các cầu thủ U23 Hàn Quốc về khá thấp trên phần sân nhà.
Văn Toàn vẫn đang chơi đầy cố gắng bên hành lang cánh phải. Đội tuyển U23 Hàn Quốc vừa có sự thay đổi người thứ hai trong trận đấu. Số 20 Kim Seung-woo vào thay cho số 10 là Cho Yong-wook. Duy Mạnh. Tiếp tục là Duy Mạnh. Văn Toàn. Đã có tiếng còi rung bay, sẽ là một quả đá phạt dành cho đội tuyển U23 Việt Nam. Người bị thổi phạt là đội trưởng số 8 Hoàng In-bum. Trong hiệp 2 này thì Vũ Văn Thành đã được đẩy lên đá cao hơn và đang tạo ra một sức ép khá tốt bên hành lang cánh phải dành cho đội tuyển U23 Việt Nam. Quang Hải sẽ là người thực hiện quả đá phạt. Quang Hải là một trong những cầu thủ thực hiện quả đá phạt tốt nhất vào lúc này của bóng đá Việt Nam, chứ không chỉ riêng của đội tuyển U23 Việt Nam. Khá đáng tiếc là vừa rồi bóng là đi hơi cao, cao hơn đôi chút so với khung thành của U23 Hàn Quốc. Cú chạy bóng thẳng về góc xa khung thành của Quang Hải. Công Phượng đi bóng rất nhanh. Công Phượng mặt sân lại trơn, hơi bị trơn trong pha đi bóng của Công Phượng, nhưng vẫn là các cầu thủ U23 Việt Nam. Văn Toàn, Văn Toàn có phần chậm một nhịp so với trung vệ của U23 Hàn Quốc. Sẽ có một quả phạt góc dành cho đội chủ nhà. Ở đường biên, huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng đã đưa ra sự thay đổi người thứ hai. Hà Đức Chinh sẽ rời sân, nhường chỗ cho tiền đạo mang áo số 21 Hồ Tuấn Tài. Thể lực đi xuống có lẽ là nguyên nhân mà huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng đã quyết định rút Hà Đức Chinh ra nghỉ. Xuân Trường, cú đá của Xuân Trường đã không vượt qua được những chiếc áo đỏ. Kim Chi Gia, tốc độ của số 17. Đã đi thiếu chính xác của số 14 Kim Dae-won. Một pha phản công rất nhanh và cũng rất nguy hiểm của các cầu thủ U23 Hàn Quốc. Đây là Quang Hải. Chủ yếu những pha lên bóng trong những phút vừa qua của đội tuyển U23 Việt Nam đều được thực hiện bên hành lang cánh phải.
Và ngay cả số 19 là Quang Hải cũng đã di chuyển sang cánh phải để phối hợp cùng với những Vũ Văn Thành hay Văn Toàn. Khi mà đang có lợi thế dẫn bàn thì các cầu thủ U23 Hàn Quốc đã lựa chọn lối đá an toàn, đó là phòng ngự phản công trong hiệp đấu thứ hai này. Ở thời điểm hiện tại thì đội tuyển U23 Hàn Quốc đang chơi với sơ đồ là 5-3-2. 5 hậu vệ khoác màu áo đỏ đang dàn hàng ngang rất chặt chẽ trước khung thành của thủ môn Son Bum-kyun. Trước sức ép liên tiếp của đội tuyển U23 Việt Nam thì chúng ta cũng hiểu được ý đồ bảo toàn tỷ số của các cầu thủ U23 Hàn Quốc. Họ cũng đang chờ đợi thời cơ để có những pha phản công nhanh. Công Phượng. Cú sút cao đó. Một pha đổ người rất nhanh của thủ thành Song Bum Kyun. Và ra chân trái đầy bất ngờ của số 10 bên phía U23 Việt Nam. Đây là Kim Jin-ja. Các cầu thủ U23 Hàn Quốc đang lựa chọn phương án tấn công với chỉ khoảng 3 đến 4 cầu thủ dâng cao. Hiện tại thì hàng tiền vệ của đội tuyển U23 Hàn Quốc đang chơi với 4 người và chỉ cắm một mình cầu thủ mang áo số 19 là Lee Sang-hyun đá cao nhất. Rõ ràng là các học trò của huấn luyện viên Chung Yong Yong đang chơi đầy kỷ luật và họ áp dụng sơ đồ phòng ngự phản công một cách chặt chẽ. Trong tâm thế phải tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa thì các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ rất dễ để lộ những khoảng trống trên phần sân nhà của mình. Và đó sẽ là cơ hội mà các cầu thủ U23 Hàn Quốc đã chờ đợi từ những phút đầu của hiệp 2. Và là bóng của Công Vương. Tuấn Tài là tiền đạo của Sông Lam Nghệ An. Một pha băng về rất nhanh của một trung vệ áo đỏ. Vừa rồi thì cũng trọng tài cũng xác định là không có một quả phạt góc nào dành cho đội tuyển U23 Việt Nam. Ở tình huống dứt điểm của mình thì Hồ Tuấn Tài
đã bị mất trụ và không có được pha sút bóng đúng như mong muốn của mình. Văn Thanh, Văn Toàn, Công Phượng. Công Phượng đã bị phạm lỗi. Chúng ta đang được thấy những hình ảnh rất tích cực của Công Phượng. Đó là chiếc thẻ vàng đầu tiên dành cho đội tuyển U23 Hàn Quốc, và đó là số 8, đội trưởng Hoàng In-bum. Khi mà chân sút mão số 21 Hồ Tuấn Tài vào sân thay cho Hà Đức Chinh thì tiền đạo của Hoàng Gia Lai, là bạn của Sông Lam Ngàn, cũng sẽ đóng vai trò di chuyển rộng để tạo khoảng trống cho những cầu thủ đá phía sau và đặc biệt là Công Phượng. Vị chuyền của Xuân Trường, lỗi thuộc về các cầu thủ áo trắng, đó là Hoàng Văn Khánh. Hoàng Văn Khánh cũng là một cầu thủ của Sông Lam Ngang. Như vậy hiện tại thì hàng hậu vệ của các cầu thủ U23 Việt Nam là bốn cái tên đến từ bốn màu áo khác nhau. Đoàn Văn Hậu của câu lạc bộ Hà Nội, Hoàng Văn Khánh của Sông Lam Nghệ An, Bùi Tiến Dũng của Viettel và Vũ Văn Thanh của Hoàng Gia Lai. Đó có thể xem là một sự kết hợp với rất nhiều lựa chọn dành cho huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng. Là các cầu thủ Hàn Quốc rất đáng khen cho nỗ lực phòng ngự vừa rồi của Duy Mạnh. Rồi là thêm một tình huống phạm lỗi của đội trưởng số 8 Hoàng In-bum. Hoàng In-bum đã vừa nhận thẻ vàng cách đây ít phút. Còn khoảng 15 phút cho những nỗ lực của các học trò huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng. Bóng vẫn còn trong cuộc, đó là nỗ lực giữ bóng của Hồ Tuấn Tài. Quang Hải, cầu thủ áo số 19 của U23 Việt Nam Nguyễn Quang Hải, dù trận đấu ngày hôm nay vẫn chưa có nhiều đóng góp trên mặt trận tấn công, nhưng cầu thủ nhỏ bé này lại đang hoàn thành rất tốt vai trò hỗ trợ phòng ngự cho đồng đội của mình là Hoàng Đoàn Văn Hậu.
chúng ta có lẽ vẫn còn nhớ những pha phối hợp rất nhanh của Quang Hải và Công Phượng ở trận đấu ra quân gặp U23 Timor Leste. Những pha đập nhả rất ăn ý đã dẫn đến bàn thắng thứ 3 của đội tuyển U23 Việt Nam vào lưới của đối phương. Với những cầu thủ có khả năng kỹ thuật tốt và khả năng phối hợp ngắn, ăn ý như Quang Hải và Công Phượng hay Văn Toàn, thì đó cũng là những miếng đánh tam giác được huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng rất chú trọng trong các buổi tập. Quan sát các buổi tập của đội tuyển U23 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng thì cựu danh thủ của thế hệ vàng bóng đá Việt Nam vẫn thường xuyên tạo một bầu không khí rất thoải mái dành cho các học trò. Huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng không quá khắt khe trong các pha phối hợp đá tập như các cầu thủ tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên người Nhật Bản Toshiya Miura. Mà trên hết, tiêu chí của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng chính là một đội tuyển với bầu không khí thoải mái nhất để cho các cầu thủ trẻ được phát huy hết khả năng của mình. Đội tuyển U23 Hàn Quốc có sự thay đổi người cuối cùng trong trận đấu này. Số 17 là Kim Jin-ja rời sân, nhường chỗ cho số 13 là Kang Ji-hun. Quan sát các đội tuyển ở các cấp độ của bóng đá Việt Nam trong thời gian gần đây, vừa rồi chúng ta đã được thấy đó là cơ hội dành cho Công Phượng. Sau tình huống tấn công vừa qua thì ngay lập tức có bóng, các cầu thủ U23 Hàn Quốc đã triển khai phản công rất nhanh qua phần sân của đội tuyển Việt Nam, U23 Việt Nam, và họ sẽ được hưởng một quả phạt góc. Thực hiện những quả phạt góc cho đội tuyển U23 Hàn Quốc vẫn là số 19 Lee Sang-hun. Xuân Trường, vừa rồi pha ngoặt bóng của Xuân Trường đã bị bắt bài. Lee Sang-hun, cú sút không thể gây khó khăn cho thủ thành Bùi Tiến Dũng. Đường chuyền dài dành cho Công Phượng. Phạt góc dành cho U23 Việt Nam. Trận đấu đang bước sang phút thứ 83. Thời gian vẫn còn để dành cho những hy vọng của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng. Đó không phải một quả đá phạt góc tốt của Công Phượng.
rất chính xác. Hồ Tuấn Tài, pha qua người của Văn Toàn. Chúng ta cũng có thể hiểu được khuôn mặt của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng vào lúc này có phần khá vội vã. Không vượt, không được. Và phát bóng không tốt của thủ thành Bùi Tiến Dũng. Một quả phạt góc dành cho đội tuyển U23 Hàn Quốc. Kết quả hiện tại đồng nghĩa với việc đội tuyển U23 Hàn Quốc sẽ chiếm ngôi đầu của bảng Y và sẽ giành vé đi tiếp. Nhưng cơ hội để đội tuyển U23 Việt Nam giành vị trí thứ hai, một trong năm đội bóng hạng 2 có thành tích tốt nhất tại đợt vòng loại này để lọt vào vòng chung kết U23 châu Á năm 2018 cũng không phải là không có khả năng. Khi đó, nếu kết quả hiện tại giữ nguyên thì đội bóng huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng sẽ phải chờ đợi các bảng đấu còn lại của đợt vòng loại này kết thúc hoàn toàn để có thể xác định được vị trí của mình trong số các đội bóng hạng nhì có thành tích tốt nhất. Nếu như đội tuyển Việt Nam giành vị trí thứ hai của bảng Y thì thành tích để xét với các đội bóng nhì bảng khác của đội tuyển U23 Việt Nam là đội bóng của chúng ta sẽ có được 3 điểm với chiến thắng 4-0 trước U23 Timor-Leste, và cộng với kết quả của trận đấu gặp U23 Hàn Quốc ngày hôm nay. Khá nguy hiểm khi bóng vừa rồi đi chệch cục dọc khung thành và xử lý và dứt điểm của số 14 Kim Dae-won. Xuân Trường rời sân. Người vào thay cho Xuân Trường là số 15 Trần Hữu Đông Triều. Thể lực vẫn luôn là điểm yếu cố hữu của Lương Xuân Trường, và việc để tiền vệ của Hoàng Gia Lai trước đây có thể hoàn thành được toàn bộ 90 phút thi đấu chính thức là một thử thách không nhỏ với cầu thủ này. Đường chuyền của Đông Triều. Trong thời gian gần đây thì Trần Hữu Đông Triều thường xuyên được chơi ở vai trò tiền vệ trung tâm. Trước đây thì chúng ta vẫn thường quen Đông Triều với vai trò một trung vệ trong áo của các đội bóng trẻ thuộc Học viện Hoàng Gia Lai Arsenal JMG. Đông Triều cũng là một phương án
cho vai trò tiền vệ phòng ngự của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng. Trận đấu đang trôi về những phút thi đấu cuối cùng. Đây đã là phút thứ 89 và tỷ số vẫn đang có lợi dành cho đội bóng xứ sở Kim Chi. Văn Toàn vẫn là một lối đá áp sát rất khó chịu của các cầu thủ áo đỏ U23 Hàn Quốc, nhưng khi mà gần như toàn bộ những chiếc áo đỏ đang lùi thấp trên phần sân nhà thì đang buộc các cầu thủ trung vệ của U23 Việt Nam phải kéo dàn đường qua đó. Nỗ lực đưa bóng vào của Văn Toàn đã không thành công. Sẽ có 2 phút bù giờ cho hiệp đấu thứ hai này. Trọng tài chính ông Masud Tufa Yele đang nhắc nhở huấn luyện viên của đội tuyển U23 Hàn Quốc là Jun Yung Jun phải bình tĩnh trong những phút cuối này. Văn Thanh nửa phút vừa qua diễn biến trên sân không phải là một thế trận có lợi để các cầu thủ U23 Việt Nam tấn công. Chính vì thế chúng ta đã phải được thấy rất nhiều những đường truyền trên phần sân nhà như là khu vực giữa sân của đội tuyển U23 Việt Nam. Đó với mục đích để kéo giãn đội hình của cầu thủ U23 Hàn Quốc. Và đúng lúc này thì trọng tài người Syria Masud Tufa Yele đã thổi còi kết thúc chính thức thi đấu chính thức màn so tài giữa tuyển U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc. Kết quả chung cuộc tỷ số là 2-1 nghiêng về cho đội bóng xứ sở Kim Chi.